Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục điểm tin 24 giờ của chúng tôi. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Đúng 20 ngày sau tang lễ nghệ sĩ trí Tài, nghệ sĩ Hoài Linh đau lòng nói lời tiễn biệt thêm một người thân trong gia đình. Những ngày cuối năm 2020, sau so biết việc chấn động về sự ra đi đột ngột của những nghệ sĩ đình đám, tối ngày 29 tháng 12, cụ thành viên nhóm 1088 Vân Quang Long qua đời vì đột quỵ, trong lúc đang ăn cơm với gia đình họ hàng tại Mỹ. Đáng nói, ngày ca sĩ Vân Quang Long qua đời cũng là tròn 20 ngày nghệ sĩ trí tài vĩnh viễn rời xa cõi đời để về với thiên đàng. Chưa hết tan thương, tối muộn cùng ngày, nghệ sĩ Hoài Linh đau xót nói lời tiễn biệt một người thân trong gia đình. Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Hoài Linh viết, mẹ bảy kêu, mẹ mười gọi, thức dậy đi cô áo hồng xinh đẹp của con, ngủ nhiều không tốt, mẹ ơi. Theo đó, một người dì của nghệ sĩ Hoài Linh vừa qua đời vì mối quan hệ thân thiết nên nam danh hài gọi bà bằng mẹ ca sĩ dương triệu vũ cho biết đây là người gì nuông chiều cháu nhất nhà nỗi đau mất đi tri kỷ, kỷ nghệ sĩ Trí tài chưa kịp nguôi ngoai nay lại tiếp tục chịu thêm tang thương tiễn biệt người thân nghệ sĩ hoài linh đang phải gánh chịu rất nhiều áp lực ngay lập tức người hâm mộ gửi lời chia buồn động viên nghệ sĩ hoài linh giữ gìn sức khỏe mạnh mẽ vượt qua nỗi đau quá lớn này con gái Vân Quang Long quấy khóc đòi đi tìm ba nửa đêm, vợ trẻ ngạn ngào, mẹ biết tìm ba ở đâu. Sau khi hay tin nam ca sĩ Vân Quang Long qua đời tại Mỹ vì đột quỵ, bà xã Linh Lan đã có những chia sẻ đầu tiên, vợ của giọng ca bởi tin lời thề cho biết, suốt tuần qua, con gái cứ quấy khóc lúc 1-2 giờ sáng đòi đi tìm ba. Được biết, vợ chồng của nam ca sĩ tạm xa nhau một năm qua, ai cũng xót xa khi Vân Quang Long ra đi một cách đột ngột, chưa kịp nói những lời sau cùng với vợ con. Vợ của ca sĩ Vân Quang Long đau lòng chia sẻ, một tuần nay, Helen một hai giờ sáng là kêu đi kiếm ba, sao em lại ngu ngốc như vậy, Helen khóc suốt một tuần nay, kêu phải đi kiếm ba, nhưng em lại không biết anh sẽ ra đi mãi mãi như vậy. Là người vợ trẻ không thể ở bên cạnh chồng trong giây phút cuối đời, bà xã Vân Quang Long càng xót xa hơn khi nghĩ đến con gái mới 2 tuổi đã vĩnh viễn mất đi người ba thương yêu. Helen mới 2 tuổi sao ông trời lại cướp đi ba Helen để mất ba. Một năm rồi, Helen không được gặp ba, giờ mãi mãi không thể nào gặp ba được nữa rồi. Giữa năm 2016, Vân Quang Long và Linh Lan tổ chức đám cưới kính tiếng. Đến tháng 9 năm 2017, lần đầu tiên Vân Quang Long cùng với Linh Lan xuất hiện trong một game show truyền hình. Khi hay tin Vân Quang Long qua đời vì đột quỵ, người hâm mộ đông loạt để lại bình luận chia buồn cùng với bà xã của nam ca sĩ. Hầu hết đều không giấu được sự bàng hoàng vì thần tượng giới trẻ thế hệ 8X ra đi một cách quá đột ngột.